Tử vi về ngày 23 tháng 12 âm lịch Quý Mùi. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hành thông. Chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cho quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh, năm sinh với ngày tháng mở xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 23 tháng 12 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan ngày 23 tháng 12 âm lịch. Ngày 23 tháng 12 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 23 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 4 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp sát là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Đỡ Mộc, tức cây dương liễu, sâu mùi và sửu chính xung, quý âm thủy khắc đinh âm hỏa, kỷ âm thổ khắc quý âm thủy. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 và Kỷ Sửu sinh năm 2009. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 23 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp quý âm thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. May mắn trong ngày có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Tuổi Tý trong năm nay cần gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý đến vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường, công danh, sự nghiệp, tài lộc được hành thông thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa, vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Vào Quý Mùi, gia chủ tuổi Dần có cát thần kim dư chiếu mệnh là cát tinh phú quý. Trong ngày này, bản mệnh sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Dần. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp quý âm thủy là thiên ấn,
nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. May mắn tuổi Mão còn có hai cát tinh là Văn Xương và Phúc Tinh chiếu đến mệnh. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Phúc Tinh giáng chiếu thì trong ngày bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão phù lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi, nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải, thị phi. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì Dương Thổ gặp quý âm Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, các gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Đặc biệt, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận thân, tí, thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp quý âm Thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Bên cạnh đó, trong ngày còn có hai cát tinh chiếu mệnh đến gia chủ tuổi Tỵ là Thiên Ất và Thái Cực. Đây đều là những cát tinh chủ về tài lộc sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp, cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp quý âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp quý âm Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi sẽ dễ có được tài lộc. Công việc, sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày còn có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Đặc biệt, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp, tài vận cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp quý âm Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thân, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày còn có hai cát tinh là Thái Cực và Quốc Ấn. Đây là những sao tốt đem lại may mắn, tài lộc và những mối quan hệ tốt cho gia chủ tuổi Thân.
Đặc biệt bước sang năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Dậu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tí Thủy nên còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất cần chú ý nhiều hơn từ vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, các gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Sau ngày này có nạp âm là hỏa nên bản mệnh cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp quý âm thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Bên cạnh đó còn có hung thần Kình Dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Hợi cần chú ý ngay những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp thái tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Sa Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 23 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!